Các từ còn lại các con sẽ thực hành được đúng không nào? À, cô nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm rất tốt đấy. Và chúng ta sẽ dành nó lại khi kết thúc tiết học nhé. Các bạn sẽ làm sau. Bây giờ các bạn cùng quan sát lên màn hình với cô để chúng ta cùng ôn lại kiến thức một lần nữa nhé. Đầu tiên chúng ta cùng quan sát lại biểu tượng của phần mềm vuốt đó nhé. Các bạn nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy biểu tượng của phần mềm vuốt là chữ W màu xanh. Các con nhớ cho cô, khi chúng ta muốn khởi động phần mềm vuốt, chúng ta sẽ tìm ở ngoài màn hình biểu tượng chữ W màu xanh và chúng ta sẽ nháy đúp vào biểu tượng này. Khi chúng ta nháy đúp vào biểu tượng của phần mềm vuốt thì giao diện của phần mềm vuốt sẽ xuất hiện phải không nào? Các con cùng nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy vùng màu trắng được gọi là vùng gì nhỉ? À, đúng rồi, đó chính là vùng soạn thảo đấy. Và vạch đứng nhấp nháy này chính là con trỏ soạn thảo các con ạ. Vạch đen đang nhấp nháy ở đây chính là con trỏ soạn thảo. Và muốn soạn thảo được, chúng ta sẽ soạn thảo vào đây đúng không nào? Các con sẽ gõ các ký tự ở trên bàn phím để tạo ra được các từ soạn thảo. Và giữa các từ soạn thảo chúng ta phải có một dấu cách. Chúng ta sẽ soạn thảo từ trái qua phải của từ soạn thảo. Và chúng ta giữa các từ soạn thảo này chúng ta phải có một phím cách. Các bạn nhớ nhé. Và khi chúng ta muốn xóa một ký tự soạn thảo nào đó thì chúng ta sẽ dùng phím backspace trên màn phím để xóa ký tự đó đi. Khi chúng ta ấn phím backspace thì ký tự nằm bên trái con trỏ soạn thảo sẽ bị xóa đi. Sau đó chúng ta gõ lại. Các con nhớ chưa? Và khi muốn xuống dòng thì các con sử dụng phím nào nhỉ? Phím Enter, đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ nhấn phím Enter trên bàn phím để xuống dòng và gõ tiếp các từ tiếp theo. Ở đây cô sẽ gõ tiếp từ bàn. Các bạn thấy không? Khi cô gõ đến đâu thì con trỏ soạn thảo sẽ đi từ đó. Bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cô hy vọng sẽ giúp các con soạn thảo tốt hơn trong những giờ học tiếp theo. Bài học này giúp các con làm quen với phần mềm soạn thảo và gõ được một số từ soạn thảo cơ bản. Chúc các con có một bài học tốt, thực hành tốt và nhớ gửi bài lại cho cô các con nhé. Cô hy vọng sẽ nhận được rất nhiều bài của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.